chúng ta sẽ có tất cả các đường dẫn của ảnh hiện ra ở đây. Đây là đường dẫn logo của tôi. Và đây là đường dẫn của ảnh. Chúng ta sẽ mở ảnh ở trong tab mới. Và đây là đường dẫn của ảnh. Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với bài học về HTML hình ảnh. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một folder HTML hình ảnh. Tiếp đến truy cập vào trong và tạo mới một file index.html. Chúng ta sẽ đổi đuôi đi. Yes. Và chúng ta sẽ mở bằng Visual Studio Code. Tiếp đến thì chúng ta cũng mở file này bằng trình duyệt bằng cách click túp vào file index.html. Và để tiếp tục tiến hành bài học về HTML image, chúng ta sẽ download một vài hình ảnh về. Tôi sẽ download hình ảnh về No Way Home, người nhện không có nhà để về, bộ phim rất hot chuẩn bị ra mắt của Marvel Studio. Chúng ta cũng sẽ bật Unity lên để có tiếng Việt. Đây, tôi sẽ chọn cái ảnh này, có vẻ là rất là đẹp. Chúng ta sẽ mở bằng tab mới để lấy độ phân giải tốt nhất của ảnh. Chúng ta sẽ lưu về local. Ok. Tiếp đến thì tôi sẽ tạo một thẻ H1. Tiêu đề sẽ là bài học của chúng ta hôm nay, HTML hình ảnh. Đã hiện chữ. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo thẻ image, thẻ IMG. Đây là thẻ đơn, không có hai thẻ đóng mở mà chỉ có mình nó, và đóng luôn ngay tại nó. Chúng ta sẽ copy ảnh vừa download về thư mục code của chúng ta. Chúng ta sẽ mở ảnh vừa download và copy vào thư mục source code. Ok. Ở thẻ IMG chúng ta vừa tạo, chúng ta sẽ thêm thuộc tính RC và paste đường dẫn vừa copy vào. Chúng ta refresh lại trình duyệt. Như vậy là ảnh của chúng ta đã lên. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về hai thuộc tính width và height. Hai thuộc tính này có thể sử dụng pixel và phần trăm để thay đổi chiều cao và chiều rộng của bức ảnh. Vừa rồi là 200 pixel, bây giờ chúng ta sẽ để thành 50%. Các bạn có thể thấy là kích thước ảnh đã thay đổi. Chúng ta có thể vừa dùng width là phần trăm và hết là pixel. Chúng ta có thể thay đổi tùy ý muốn. Thường thì người ta sẽ sử dụng một thông số kia sẽ tùy chỉnh theo kích thước của ảnh. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói về thuộc tính ALT của thẻ IMG trong HTML. Thẻ ALT là viết tắt của Alternative, thay thế. Dòng chữ này sẽ xuất hiện khi mà server không lấy được ảnh. Các bạn có thể thấy là tôi sẽ thay đổi đường dẫn của ảnh. Các bạn có thể thấy là ảnh đã hiện chữ thay thế lên. Có vẻ hơi nhỏ, tôi sẽ cho lên. Các bạn thấy là đã hiện đủ chữ trong thuộc tính ALT. Tôi sẽ để ảnh lại về như cũ. Trong phần học tiếp theo của bài học HTML hình ảnh, chúng ta sẽ nói về việc đưa ảnh từ local lên server thông qua việc submit ảnh. Tôi sẽ tạo một thẻ form. Trong form thì có một thẻ input và type là file để import ảnh và các tệp tin khác. Chúng ta có thể thêm ID cho thẻ input này để phần backend chúng ta có thể lấy dữ liệu thông qua ID. Tôi sẽ thêm một cái label ở đây, chọn ảnh. Tiếp đến thì tôi sẽ chọn ảnh. Đã thấy button chọn ảnh ở đây. Tôi sẽ căn chỉnh một chút giao diện để cho chữ cách xa ảnh một chút. Ok, như vậy là trông có vẻ đỡ hơn rồi. Tôi sẽ chọn ảnh, đó là chu file và truy cập đến ảnh chúng ta muốn chọn để đẩy lên server. Các bạn thấy là chúng ta có thể đưa cả MP4 lên, video lên. Các bạn thấy là tôi chọn ảnh và tên của ảnh nó hiện lên rồi. Ta sẽ thêm một button để submit ảnh lên thôi. Việc submit ảnh này sẽ còn liên quan đến phần backend xử lý. Tùy thuộc vào ngôn ngữ của các bạn, có thể là Angular, có thể là Java, C#. Chúng ta sẽ chọn file và gửi ảnh như bình thường. Chúng ta sẽ gửi đến server. Ở phần tiếp theo thì tôi sẽ chỉ các bạn lấy đường dẫn ảnh ở trên mạng và pet thẳng vào project của chúng ta, không cần phải download ảnh về server. Các bạn chỉ cần chuột phải, open image and new tab và lấy đường dẫn của ảnh. Sau đấy pet vào thuộc tính SRC. Refresh lại trình duyệt. Đây, ảnh của chúng ta đã lên rồi. Đây là Instagram của tôi. Các bạn có thể truy cập vào instagram.com/hangquanhnhanh. Thì Instagram không thể lấy ảnh như bình thường được. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy đường dẫn của ảnh trên Instagram. Các bạn nhấn F12, truy cập vào tab Network. Sau đấy refresh lại trình duyệt, F5 hoặc nhấn nốt refresh. Thì chúng ta sẽ có tất cả các đường dẫn của ảnh hiện ra ở đây. Đây là đường dẫn logo của tôi. Ở đây là đường dẫn của ảnh. Chúng ta sẽ mở ảnh ở trong tab mới. Và đây là đường dẫn của ảnh. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.